Xin chào tất cả các anh em nha. Video giới thiệu các anh em tham gia một chương trình iGov nhận 25 top cần cát từ sàn cát Agen. Chương trình iGov này giao 2 các bạn. Để tham gia giá hôm nay mới link phần link mô tả dưới video mà tôi làm start chatbot. Trước kia mà có hướng dẫn các bạn giao 1 rồi, giao 2 thì cũng get 25 top cần. Top cần là list sàn Bankake Swap, Uniswap và cát Agen các bạn. Các bấm vào join iGov. Tiếp tục thì nhiệm vụ đầu tiên thì các bạn join trên chat seller này nó. Những nhiệm vụ này chắc mình làm gọi hết các bạn. Ok đúng rồi. Bạn nào làm gọi thì việc bắt up lại thôi, khai báo thôi các bạn. Thì tại Twitter thì mình cũng follow rồi, bạn chỉ like và retweet thôi các bạn. Hôm nay việc bằng việc like nè các bạn. Rồi các bạn tự quyết lại nha bạn, test lại nè. Rồi bạn mới đắp lại nha bạn. Để coi có follow chưa các bạn. Để rồi các bạn vô đây follow, các bạn cũng like và tự quyết bài viết của nó luôn đi các bạn. Viết rất là nhiều sàn luôn các bạn. Tôi cần được khá là tiềm năng. Rồi các bạn mới xếp mấy đi trên các bạn. Bấm đòn. Tiếp tục bạn gọi đường link và đầu file username Twitter các bạn ra các bạn. Thì các bạn mở Twitter các bạn ra thì các bạn vào ba trang tên cùng các bạn chia sẻ, các bạn copy đường link Twitter của mình các bạn. Làm mấy góp mà. Rồi các bạn bắt đáp lại, các bạn gửi cho bot. Tiếp tục gửi trên các bạn. Rồi bạn lướt xuống các bạn tìm địa chỉ BNB Smart Chain các bạn. Trên dưới chocolate các bạn. Rồi bạn sẽ chép lên nó. Rồi bạn gửi cho bot các bạn. Tiếp tục bấm đòn các bạn. Tiếp tục bấm Z các bạn. Tiếp tục bấm Start tiếp. Ok. Vậy bạn chỉ việc lên dép mình chia sẻ cho bạn bè và người thân để kiếm thêm tốc cần các bạn. Còn tốc cần nó sẽ trả sau các bạn. Vậy video này đây cũng kết thúc. Mình chào tạm biệt tất cả các bạn. Hẹn tất cả các bạn vào những video clip tiếp theo tụi mình nhé.